Vâng, và có lẽ chúng ta sẽ cùng đến với cả map thi đấu thứ hai ngay thôi. Map thi đấu Vertigo bắn nhau vô cùng nhiệt tình tới từ cả hai team, và lúc này là bốn vé tài. Team Big họ đang có lợi thế. Meizu và Crims lúc bây giờ họ sẽ cần phải backup trở lại và đối đầu lại với bốn player bên phía Team Big. Câu chuyện ở map thi đấu Vertigo nó rất nhiều tình huống đấu tay, và đây có lẽ cũng là một map thi đấu mà Team Big họ rất tự tin trước Fnatic rồi. C4 đặt như thế này thực sự là không thể cứu đến được thành viên Fnatic, khi mà vị trí của cả hai người đều đang ở một cự ly tương đối xa nhau. Creams tạo ra được một chút sự đột biến khi anh ta bắt đi được Faven thành công, nhưng thời gian còn lại không phải là quá nhiều. Kit trên người cả Mezzy cũng như là Creams thì đều không có. Việc cứu bom là điều không thể, chắc chắn sẽ là 1-0 dành cho đội của Team Big mà thôi. Không biết là các bạn có giống mình không, nhưng mà mình đang nghe tiếng game nó hơi bé. Có lẽ đây là vấn đề đến clean fit rồi. Từ clean fit thôi, mình đẩy mắc tiếng game rồi mà. Đúng rồi. Đẩy mắc tiếng game mà trong tai nghe của anh, mà anh nghe kiểu mình nghe nó vừa tai ấy, thì chắc chắn là tiếng game các bạn nghe sẽ bé. Ở đây chúng ta sẽ cùng xem lại và qua thi đấu mà các thành viên Team Big họ tỏa sáng hoàn toàn. Một bàn tay to rồi, Sion Fire, và đó là cả chỉ có favorite nữa. Có gì để chê với Team Big về khả năng bắn nhau của họ cả. 1-0 Natic round hiệu này họ chủ động, đó là chỉ mua nhẹ nhàng tới từ vị trí của chả mê dịu như là Grim thôi. Round thi đấu này nếu họ thua thì round sau họ sẽ có thể full buy luôn. Và cùng chờ đợi xem đó là liệu những khẩu đi của chúng ta của Mezzy cũng như Crims có thể tạo ra sự đột biến hay không. Với việc mà đối phương đang eco hoàn toàn thì việc giành chiến thắng đến đường Team Big có lẽ sẽ là điều dễ dàng mà thôi. Alex lộ mông và ngay lập tức bị Tizian bắt đi. Đội hình của các thành viên bên phía Team Big bây giờ thì họ chỉ đơn giản là di chuyển độc lập từng người có mạng. Sau đó thì chiến thắng sẽ là của họ thôi. Đặc biệt là khi đội hình của các thành viên Fnatic lại còn đang bị chia lẻ người ra, tập trung rất đông tại khu vực mid đồ. Hai người cùng kê mid nhưng bom xe lại chỉ có một. Vấn đề là các thành viên Team Big đã lỡ đi mất khoảng tham minh để có thể đánh A được một cách thuận lợi nhất. Và bây giờ khi họ muốn tiến công trực diện vào khu vực bom xe thì sẽ gặp cả ba thành viên Fnatic ở đây. 5v3, cơ hội Fnatic thật sự nó đã không cao. Trừ khi bây giờ Crims đắc là và làm cho mình vài cái mặt. Bây giờ Crims đã lộ vị trí, những team của bắn Deagle thì nó cũng chỉ vào thân vào người chứ chưa được vào đầu. Bắn thị thiên từ vị trí Sion chắc chắn là biết vị trí Smuya đang trốn loanh quanh khu vực thủng này rồi. Chỉ đợi chờ thôi, 41 giây. Và lúc này đội hình của Team Big họ vẫn chất lì vào khu vực đô la bom xay A mà không hề chuyển hướng vào bom B chút nào cả. Smuya vả mặt Sion, nhưng Tizian cũng đã bắn ngay những viên gao lưu nghiệt ngã vào đầu Smuya. Mezil đang móc máy, bom sẽ sớm hay muộn nó sẽ được đặt thành công. Grims ở đây vẫn chưa làm được gì cả, còn hai khẩu Deagle. Nhưng Fnatic thì hai khẩu Deagle này họ vẫn chưa lên tiếng được. Có lẽ sự lựa chọn hợp lý nhất đến từ Fnatic thời điểm hiện tại là cố gắng đi xếp giáp thôi. Khi mà vị trí của Creams, anh ta đã phải nằm xuống mất rồi. Còn Mezzy thì 100 giáp vẫn còn nguyên. Và round thi đấu sau thì cũng sẽ chỉ tốn 350 đô để có thể up lên một cái giáp 2. Một điều cần thiết trong round thi đấu tiếp theo đến từ đội Fnatic để đảm bảo sự an toàn là tối đa, khi mà các thành viên Team Big thì vẫn còn sót lại một khẩu Galil. 2-0 dành cho Big. Khoảng thời gian đầu tiên họ đang làm khá tốt tại map pick của chính mình, nhưng quan trọng là kéo dài đến bao lâu đây. Cấu được hai súng phải nói là cũng tạm ổn đến từ vị đội hình của thành viên Fnatic rồi. Một mạng thì đến từ Smuya, mạng còn lại của Mezil. Hai tình huống liên tục, hai viên USP nó đều vào mồm. Không phải là ai có thể làm được vị trí của Smuya trong round đấu vừa rồi. Ốp đã có M4A1S đầy đủ. Và cùng xem được Fnatic họ có thể chiến thắng được round thứ này hay không thôi. Sion vẫn sẽ cầm scout. Ta vẫn chưa muốn bắn một khẩu rifle tại round thi đấu này. Còn ngược lại bên phía bên kia thì Spuya đang chủ động là up op và không hề có giáp. Lối bài này có thể sẽ khiến cho các thành viên phía Big bị gặp bất ngờ. Nhưng vừa rồi Sion đã bắt đi Roland thành công, khi mà trước đó anh chàng này đã ăn phải một quả nết vào đầu. Táp sen hạ gục đi được Alex. Bombsaya đang mở cửa chào đón đội hình của Big lao vào. Chỉ có một mình vị trí của Crims là người đang bắn tại City mà thôi. Có thêm những sự backup ngược trở về đến từ Spuya nữa. Spock trả ra là quá kín. Và Fnatic thì lại đang dần dần hết đi lượng bom của mình. Hai Spock và một lửa không thực sự là quá ổn cho những pha thi đấu retake. Và với việc di chuyển như thế này thì có lẽ là Fnatic đi xếp súng rồi. Một cái kịch bản nó khá giống với cả cái map thi đấu đầu tiên.
Ở map thi đấu này thì Fnatic họ đang được bắn ở bên phía CT side trước, và nếu như để thua sang T side chúng tôi cũng không thể khẳng định là liệu các thành viên từ phía Fnatic có thể lên được bao nhiêu round thi đấu. Đang đi tìm kiếm giữ được nguyên cả năm khẩu súng tôi tìm Baker đây rồi. Tizan chuẩn bị đụng mặt Smuya, nhưng lần này Smuya kê là quá chất lượng, bắn thẳng vào đầu có là 400 đam thì không ai có thể sống nổi cả. Mezzy nhìn lịch spam cũng đã chủ động muốn bắt thêm một súng nữa bên phía của Fnatic. Chính xác là bắt đi một súng của bên phía Team Big. Rất đáng tiếc khi mà địch lại không dạt ra khu vực ván gỗ ở mép bên tay phải của Mezzy để anh ta có một tầm nhìn đẹp xuống bên dưới được. Dẫu sao thì việc chiến thắng của Big vẫn đang là một hệ quả tất yếu từ round thi đấu Pistol giành chiến thắng và không mắc phải sai lầm từ những round thi đấu sau mà thôi. Nhưng với việc Fnatic vẫn có thể full buy được đầy đủ và lần này lượng bom mìn đã có phần nào đó ổn định hơn. Smuya lại còn up được giáp nữa. Thì Big liệu có thể giành chiến thắng hay không đây? Nhưng vừa nhắc tên Smuya thông gì Smuya lại là chết chay. Alex sẽ phải kế nhiệm lại khẩu ốp trong tay người đồng đội của mình. Và Alex thì không phải là một mẫu player bắn ốp quá tốt. Nội công của Fnatic có vẻ như vẫn chưa kịp hồi lại sau một màn comeback có thể nói rất ngoạn mục ở map thi đấu đầu tiên. Hai khẩu ốp đối đầu nhau giữa chỉ có Alex với Sison, chắc chắn chúng ta sẽ đánh giá Sison cao hơn. Thì mà trong đội hình của team Fnatic thì vị trí của Alex không phải là một main opper mà đó là vị trí Smuya. Smuya thì cũng đã ngã xuống rồi. Bom side B hiện tại vẫn đang được bảo kê vô cùng kỹ đến từ vị trí của Crims, cũng như là ngay trong bom side thì đang có đó là anh chàng Mezzy. Nhưng mà bom mìn của Mezzy lại không có nhiều và Crims đã ngã. Đường vào B hay là đường vào A thì bây giờ cũng đều rộng mở cả. Mezzy sẽ cần ít nhất làm 2 cho tới làm 3 trong tình huống này. Đánh vào B thời điểm hiện tại sẽ là hợp lý hơn khi mà vị trí của anh chàng Crims đi đẩy mid. Thì thường lúc đó ở trong bom side B sẽ bắn ít người. Vị trí của Brolin bắt đi được Sison thành công rồi và Alex đã về tới đời hạ gục đi cái tên Kito. Tình huống bây giờ là 2 vs 2. Nhưng vị trí của một thành viên bên phía team Big, đội hình Fnatic vẫn chưa có được thông tin, đó là Tizian. Tapsen cũng đã lộ ra thông tin rồi, Tapsen bị bắn trúng. Nhưng quá đáng tiếc dành cho Alex thì đó là viên ốp đi xuyên tường. Và chỉ còn lại một mình cá nhân của Brolin thôi khi đối phương lại đang có hai người cùng ở khu vực B main. Brolin sẽ rất khó để có thể clutch thành công trong pha xử lý này, đặc biệt khi trên tay anh ta lại đang làm khẩu pha mát. Một flash duy nhất có lẽ sẽ không bao giờ là đủ. Tapsen đẩy ra cho tham mình và có lẽ đúng cho mình một HP. Nhưng vẫn là một chiến thắng dành cho đội của Team Big. Phải nói nó rất xuân đến Tapsen ăn một viên ốp, bị đối phương bắn nữa vào, -99. Bây giờ mà Vale chỉ cần có một bản cập nhật ấy, đó là trừ một máu, thay vì để 100 máu bây giờ cho 99 máu thì vừa rồi đã có một mạng an ủi cho Roland rồi. Fnatic họ sẽ phải bắn cho mình đó là những khẩu súng lục. Và chiến thuật tới từ Fnatic thì họ vẫn sẽ là chia người ra 3A và 2B chứ không phải là tình huống đi chung với nhau và sau đó đợi retake một lần nào cả. Đã khai nòng khẩu ốp, tuy nhiên thì đó cũng sẽ là một viên đạn bắn chỉ thiên. Smuya cầm nết và hiện tại quả nết đây được ném chuẩn thì nó cũng sẽ cấu được một lượng máu khá khá từ tí tục như là Sison. Hơi nông lực, hơi nông lực đến từ Smuya và nó không đủ để cấu đi một lượng máu đáng kể nào của Sison cả. Fnatic vẫn đang là half buy thôi. Và họ vẫn đang khá bí trong việc tìm ra cách giải bài toán mang tên Big tại map thi đấu Vertigo. Một tình huống boost đẹp dành cho Mezzy để có tầm nhìn ra khu vực middle. Nhưng đáng tiếc là round thi đấu này Big lại đọc được tiền của đối phương. Họ biết địch yếu súng, chẳng có lý do gì để họ đi lẻ cả. Họ stack đông người cùng với nhau. Và địa điểm mà họ đang muốn hướng tới có lẽ sẽ là tấn công tổng lực từ ARAM và bom xe A. Những khẩu súng lục bắn tầm gần thì có cơ hội đấy. 5-7 lên tiếng, P250 cũng có mạng và đây là Alex. Tình huống đưa về là 2-3. Họ bắn được rất nhiều nhưng rất tiếc là họ không thu được khẩu súng nào. Và vẫn sẽ tiếp tục là cầm súng lục để chống lại AK-47 đến từ vị trí của team Fnatic thôi. Cùng xem là bây giờ Tapsen smoke trả ra đang là vô cùng kín. Và quả bom thì đang trên tay của anh chàng Sison. Liệu có vào được tới trong bom? Chính xác bây giờ Tapsen đã vào trong bom sai rồi. Và Sison cũng đang rất gần trả thêm quả smoke để lấy thêm mạng di chuyển. Nhưng mà vị trí của anh chàng Alex thì anh ta vẫn sẽ được bắn. Bây giờ thì cũng đâu về 2 vs 2 đã dễ dàng hơn khá nhiều trong vị trí của team Big.
rất đen dành cho Alex khi hai tình huống trước bắn tốt bao nhiêu thì tình huống quan trọng bậc nhất anh ta lại không thể hạ gục được Saison. Messi móc máy, DE bắn tầm xa không thể nào bắt đi được một người nào bên phía của TPX cả. Chỉ còn lại một mình Crimstoy và 12 viên đạn CZ. Thậm chí trong băng đạn của anh ta bây giờ lại chỉ còn là 7 viên. Thì đến bao giờ mới clutch được đây? Mỗi người 2 viên vào đầu ư, tôi không tin điều đó có thể xảy ra. 5-0 dành cho các thành viên của TPX. 5 round thi đấu đầu tiên rất dễ dàng dành cho đội tuyển này. Mặc dù round thi đấu vừa rồi có một chút những sự đột biến đến từ Fnatic, nhưng tựu chung lại thì vẫn là để thua mà thôi. Tactical drama và có lẽ đến sự sẽ đến từ vị trí của team Fnatic. Bây giờ có lẽ chúng ta sẽ cũng kỳ vọng vào việc đó là CSGO thì thường sẽ sau 5 round thi đấu đầu để cùng chờ đợi là các thành viên team bên phía của Fnatic tạo nên những sự đột biến. Họ đã suýt chút nữa tạo nên được rồi. Nhưng vấn đề là nếu trong pha đó họ bắn chết rất nhiều người nhưng mà lại không nạt được súng to. Nếu tình huống nó nhặt được súng to thì có khi lại là 1-4. Nhưng tất cả nó chỉ dừng lại chữ là nếu như thôi. Mà từ nếu đó thì không có trong từ điển của những tựa game có tính cạnh tranh cao như là CSGO. Một khoảnh khắc, một giây nào đó, tất cả đều sẽ có thể trả giá bằng cả một đòn thi đấu chiến thắng. Và Fnatic vừa rồi không nhặt được súng thì tỷ lệ thắng của họ đã thấp hơn là vô cùng nhiều rồi. Chưa kể là Alex lại có một tình huống bắn lỗi khi mà Saison lại không kê vào vị trí của anh chàng này bằng cầu 5-7 trong khu vực default của bom xe A nữa. Full bài ngược trở lại. Nhưng liệu rằng lần này kết quả có tương tự hay không đây? Hay Fnatic sẽ cho chúng ta thấy đoạn thi đấu chiến thắng đầu tiên của họ? Đang tập trung đông ở khu vực bom giải A. Ui góc hở. Đây sẽ là thời cơ của Smuya. Nếu như đối phương có một tình huống di chuyển hơi sai, đã bắt đầu lộ thân người từ anh chàng Kito. Tuy nhiên thì Kito vẫn sống sót thì tình huống vừa rồi rất tiếc đó là Smuya vẫn chưa thể đụng được viên ốp đó vào chính người. Bom sai bề lúc này gần như bỏ trống mà nó đang được rẽ hết ra đó là khu vực ở cầu thang cũng như ở trong khu vực đồ. Bom đã rơi, ý đồ đã lộ, Meji đã cố gắng lắm rồi. Tình huống lúc này đã được đưa về là 3v3, một quả lửa pháo hoa trả ra và khá may Alex anh ta sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Đối phương yếu máu nhưng Faven lại bắn này và Tizen cũng có flash support là vô cùng tuyệt vời. Tình huống 3v2. Quả nét để được trả vào cũng đánh đá đấy, nhưng nó chưa bắt chết được player nào cả. Ngay sau Roland, đó là vị trí của Faven. Thì bây giờ Faven anh ta rất chủ động và Roland ngã xuống ngay sau đó. Hết dành cho vị trí Fnatic rồi. Khá thông minh đến từ các thành viên bên phía của TPX trong những tình huống xử lý then chốt cuối cùng, khi mà họ chủ động luôn là cả Faven cũng như là một thành viên bên trong bom sai sẽ đùa pick với nhau và cố bắt cho bằng được một cái tên của Fnatic. Cho dù có bị đổi mạng đi chăng nữa thì tình huống cũng sẽ được đưa về là một vết sai. Lúc đó Smuya kiểu gì cũng sẽ phải đi xếp súng. Và xác suất mà cả hai người với TPX bị bắn chết cùng một lúc mà Fnatic không bắt ai là rất thấp. Smuya lại còn không giữ nổi được khẩu ốp trong tay của mình nữa cơ. Một round thi đấu thua toàn diện đến từ các thành viên của Fnatic. Kể cả khi Messi đã rất khôn ngoan chọn cho mình một góc đứng đẹp, cũng chỉ là đổi một mà thôi. Faven. Với pha đó thì thôi chúng ta không phải nói nữa. 6-0. GrimZ đã ngã xuống và hiện tại KD của GrimZ đang là 1-5. Alex cũng chả làm được gì trong game yếu này cả. Impact của những player đấy gần như đang là bằng 0. Và với những khẩu súng lục này thì có lẽ nó sẽ không cải thiện điều gì cả. Kịch bản không hề suôn sẻ chút nào dành cho đội hình các thành viên Fnatic. Suya với MP9 cầm lại trên tay cũng chỉ là cầu yếu đi Kito thôi, thậm chí còn ăn phải một viên ốp đục xuyên tường, đang ngay lập tức phải lùi về. Middle thì cũng đã thủng dưới họng súng của Tizian. Đội hình của Fnatic họ sẽ để thua trong round thi đấu thứ 7 này, khi mà gần như đang bất lực hoàn toàn trước gì big trình diễn ra tại map pick của chính bản thân mình. Và Smuya lại còn không bắt đi nổi Tizian nữa cơ. Quá một chiều, thực sự là quá một chiều đến từ team big tại map pick của chính bản thân. Tại map thi đấu Ancient họ cũng đã dẫn trước với một tỷ số khá sâu.
12-3. Nhưng để cho Fnatic lật kèo, nhưng quan trọng là map thi đấu đó thì City side lại là nơi được đánh giá có lợi hơn, và Fnatic được tiếp nhận side đó sau. Còn lần này pick bắn bên phía City của Vertigo thì không hề tệ, và họ bên phía T-side cũng đang dẫn trước rồi. Vậy thì làm cách nào để Fnatic có thể lật kèo thành công đây? Map thi đấu Vertigo thì đã trải qua khá nhiều lần chỉnh sửa, và lúc này thì lợi thế nó đang nghiêng về một chút cho bên phía của City, chứ không còn là nghiêng T như ngày xưa nữa. Khả năng chúng ta có map hiệu thứ 3 thực sự nó khá là cao. 7-0 và Fnatic họ vẫn gần như chưa có bất kỳ một dấu hiệu nào là có thể lên được round thi đấu đầu tiên cả. Quả bom vẫn đang được hướng về bóng sai A, và Sumuya sau player rất quan trọng, nhưng Mezil xong rồi. Bóng sai B bây giờ đã mất đi một người, và khi mất đi một người nó sẽ bỏng đi một phần, và các thành viên team Big họ hoàn toàn có thể suy nghĩ về bóng đánh vào bóng sai B, nhưng họ vẫn chọn bom A, và đây là quyết định đang cảm giác không quá khôn ngoan. Alex bắt được Tizian, và lợi thế đang có rất lớn cho bên City Fnatic, 2v4. Một tình huống búp flat đến từ Faven nhưng lại quyết định là quay ngược trở lại, khi mà Sison vẫn đang loay hoay tìm cách nhặt được quả C4 mà không phải nằm xuống. 40 giây. Liệu rằng Big có muốn làm một điều điên rồ hay không đây? Nhưng góc kề này của Roland, góc kề quá đẹp rồi. Ít nhất thì cũng sẽ phải đổi được cho mình một mạng hạ gục. Một góc không nằm trong sách giáo khoa. Và hiếm khi nào một đội tuyển đang thiếu người mà lại có thể check một cách cẩn thận được vào vị trí của Roland thời điểm đó. Sẽ là đi xếp súng đến từ Faven mà thôi. Và tỷ số được nâng lên thành 1-7 dành cho đội người Fnatic. Một điểm sáng hiếm hoi xuyên suốt cả cặp trận. Chính xác là trong cả lượt thi đấu first half này của họ. Faven cũng không giữ được khẩu AK. Và các đại biểu bên phía team Fnatic họ sẽ được nhặt thêm một khẩu súng để gia cố thêm với lượng quả lực cho bản thân mình. 1-7. Kịch bản đẹp nhất đối với Fnatic bây giờ thì họ sẽ phải cố gắng thi đấu tốt trong tất cả những round thi đấu còn lại để cầu mong có thể đưa tỷ số này về. Đó là 8-7, đó là đẹp nhất. Còn không thì cũng sẽ phải cố gắng, đó là 10-5. Để xem mà liệu họ có thể thật sự làm điều đó hay không đây. Khi mà Big vẫn còn thừa tiền để full buy, Brolin đẩy lên và phát hiện ra được Tapsen qua quả smoke one way. Một tình huống bắn tốt đến từ Brolin. Khi mà chỉ ít phút trước đây thôi anh ta lại đang có một KDA là 1-6. Bây giờ đã là 4-7 rồi. Bây giờ người cần phải cải thiện frag nhất đó là vị trí của Creams, 1-1-5. Và nếu như Creams không thể nào mà có được một KDA nữa thì con số ấy nó trở về là 1-1-6. Thậm chí bây giờ có Mezil ở dưới, là đây chính là cơ hội để có thể đổi được ít nhất là từ 1 cho tới 2 mạng. Nếu ngã xuống bắt đầu lắc ra, Mezil là người lên tiếng và không có mạng nào cho Cream cả. Nó thuộc về Mezil hoàn toàn. Alex cũng đã làm được cho mình, đó là một mạng của Faven trong vòng giải B, và một mình Kito 1v4. Tôi thì có lẽ là round hiệu này sẽ lại thuộc về team Fnatic thôi, nhưng lượng tiền của Big họ vẫn có thể chơi tiếp trong round hiệu tiếp theo. Chắc chắn là như vậy rồi. Một round thi đấu mà đội hình Fnatic đã thể hiện được rõ sự chủ động của mình, khi mà họ đẩy đến tận 2 người ra middle. Aram cũng có vị trí của Roland đẩy, hạ gục được một thành viên và không mất mạng. Áp lực được tạo ra là quá lớn và khiến cho Big phần nào đó bị chùn chân, phải đẩy ngược về quanh khu vực bom side B. Và quyết định được đưa ra của họ lại không phải là đi ra đường B main, mà là đẩy 2 người ra clear lại trục mid. Đáng tiếc là Fnatic lại là những người cao tay hơn. Và thật ra vị trí của anh chàng Sison cũng đã có một tình huống vẩy ốp tốt rồi, nhưng đáng tiếc là bức cái thùng gỗ đó nó quá dày, và Creams chỉ là -96 chứ không phải nằm xuống ngay lập tức. Sison đang là người giàu nhất của các thành viên team Big. Trong đó bên phía của team Fnatic, sau khi buy súng mọi thứ xong thì Smuya đang là người có kinh tế dư giả. 7-2, 2 round thì nhiều chiến thắng liên tục. Và chắc chắn Fnatic họ vẫn sẽ cố gắng để lên được một con số 3. Bây giờ thì lượng tiền của Big bắt đầu báo động rồi, và họ đang có những dấu hiệu là muốn đổi một chút những cái lối chơi của mình. Smoke trả giá rất kín,
Nhưng Smooth Yao chỉ còn lại cho bản thân đó là 16 HP sau tình huống bắn off của Saison. Một vài lợi thế dành cho đội của Team Big, nhưng có thể tận dụng lợi thế đó tốt hay không đây? Khi mà ở khu vực ARAM này set up của các thành viên Team Big, chính xác là Fnatic đang là đẹp quá. Một người cương gần không bị mù bởi flash, bao cát cũng có người nhưng cả hai đều là chết chảy. Kito tay là quá to, anh ta vả mặt hai thành viên phía đối phương. Roland bắt đi được Kito nhưng không thể sủi về thành công trước cọng súng của Saison. Greens muốn làm một điều điên rồ nhưng tất cả gì anh có là một viên Galil vào thẳng mặt mà thôi. 8-2 dành cho đội của Team Big. Quá bất ngờ. Tôi đã tưởng rằng tình huống đó set up của Fnatic ít cũng phải đổi được hai. Ý tưởng của Smooth thì không phải là quá tồi. Anh ta giạt ra từ khu vực bao cát để hút đạn cho người đồng đội của mình tại ngay khu vực ARAM gần. Nhưng mà đội hình của bên phía Fnatic, người ở ARAM lại không thể bắt đi được một ai cả. Rất khó tin. Xếp súng, giữ nguyên khẩu ốp này, round sau còn chơi tiếp thôi. Và những cái chuỗi comeback của Fnatic rất tiếc nó chỉ dừng lại ở con số 2 chứ chưa thể lên được 3. Một Team Big họ control cái map hiệu này thực sự là quá tốt, và bây giờ thì cơ hội thậm chí là không giữ nổi khẩu ốp đến từ vị trí của Mezil. Bắt đầu căng rồi, bắt đầu căng. Với việc nó lên cho mình được con số 8 thì chắc chắn đó là các Team Big họ sẽ có được những cái lợi thế sau đội tiểu phương sắp và kết thúc rồi. Và đây hãy cùng xem là tình huống bắt nhau. Luôn luôn là các Team Big họ chủ động hoàn toàn trong tình huống đấu tay đôi như thế này, còn tình huống cuối cùng thì thôi, khá đen cho Mezil. Sau 2 round thi đấu chiến thắng thì bây giờ trật tự lại một lần nữa được thiết lập lại dành cho Team Big. Với một chiến thuật phải nói là thần tốc. Round thi đấu này, Fnatic ý tưởng vẫn là hay, nhưng từ một ý tưởng hay đến một tình huống có lợi cho họ thì vẫn là một khoảng cách quá xa. Khi mà Faven không hề bị mù bởi quả flash đó, anh ta quay mặt đi và quay tầm lại để bắn thẳng vào mồm của anh chàng Messi. Chỉ còn lại một mình cá nhân của Greens bên trong bom side B mà thôi. Phải gọi thêm những sự hậu thuẫn về, đó là điều chắc chắn. Smuya có mặt rồi. Middle là cái tên Alex cũng đang bách ngược trở lại để hỗ trợ được cho những người đồng đội của mình. Flash được ném ra bởi Smuya. Và hiện tại thì các thành viên của Team Big họ cũng đang chờ đợi một thời cơ, một thảm bình hợp lý. Bom mìn của Big vẫn đang còn là rất nhiều. Họ không có gì phải sợ hãi cả. Từ Flash cho tới lửa không thiếu bất kỳ một cái gì hết. Smuya check góc vô cùng cẩn thận. Và bây giờ khi gần như toàn bộ quân đã chuẩn bị kéo về thì đó sẽ là vô vàn thử thách chờ đợi vị trí của nhà Suya. 40 giây bây giờ mới bắt đầu có những quả bom đầu tiên được trả vào đối từ vị trí của Team Big. Ôi, chỏm đầu của Táp Sen đã lộ ra. Suya khai thác rất triệt để, Suya làm đôi. Bộ ba của thành viên Team Big đang tấn công tổng lực vào khu vực middle và họ sẽ quay ngược trở lại bom sai A. Grims góc kề là đẹp, không bắt đi được ai cả. Alex ở ngay sau quả spot này, Big đang tự sát từng người một. Double kill dành cho cá nhân của Alex, chỉ còn lại một mình cá nhân của Saison mà thôi. Làm gì đây ở Saison ơi, khi đối phương là cầu MP9 chạy bắn khó chịu quá. Một round thi đấu mà Smuya không khác gì một cái ụ súng cải tiến tại khu vực bom sai B và giúp cho các thành viên của Fnatic họ có thể tự tin thủ à. Lộ có một cái tí chỏm đầu thôi nhưng vẫn phải bắn vào đầu được. Smuya đang có những phản thể hiện nó tốt hơn rất nhiều so với cả map thi đấu đầu tiên. Còn các thành viên của Big họ lao lên nhưng mà cũng chả khác mấy là đi ship xuống cho vị trí của Fnatic cả. Bây giờ còn cố gắng lên được cho mình nó con số 7 thì nó sẽ là vô cùng tuyệt vời cho Fnatic để kết thúc tỷ số 2 không. Saison lần này bắt đầu có dấu hiệu sai sách rồi. Roland đã chiến thắng và hiện tại đang spam là khá nhiều, sẽ quyết định là đổi súng thôi. Táp Sen còn 4 HP và cầm AK lao lên thì cũng không khác mấy là đưa AK cho đội bạn cả. Một vài round thi đấu chiến thắng thôi, thực sự cứ mỗi một lần mà đội hình của Fnatic họ giành chiến thắng ở một round thì round thi đấu tiếp theo họ sẽ bắn rất tốt và luôn luôn đẩy được Big vào một tình thế khó ở những tham minh đầu tiên. Và người tạo ra sự đột biến sẽ là cái tên Roland. Roland đã tạm thời đang có cho mình tận một mạng rưỡi rồi,
khi mà anh ta bắn chết đi Sison thành công và cấu yếu được máu của Táp Sen, đẩy đội hình của Team Big phải quay ngược về của bom sai B với một áp lực tạo ra là quá lớn ở ARAM. Nhưng trong bề bây giờ thì rõ ràng là đội hình của Fnatic sẽ rất thoải mái bắn đông người. Họ có hai cá nhân, middle thì vẫn còn sự hậu thuẫn của cá nhân anh chàng Suya nữa. Thì làm sao để vào B đây? Bắt đầu set đồ vào, Meizu góc này được boost và anh ấy sẽ được bắn trước, nhưng mà cái khả năng anh ấy chết trước cũng là rất cao. Ôi trời ơi, bom B đang có dấu hiệu thủng. Họ đang có dấu hiệu đổ vỡ. Và bây giờ sẽ cần phải backup trở lại với ba người. Alex Phan này không được chết, lao vào double kill cho Alex. Bắt chết người đặt bom, triple kill cho Alex rồi. Alex đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình và đó là một cái quadra kill. Ốp đẹp quá, nhặt thôi. 4-8 cho Fnatic. Good job, amazing, good job. Thực sự là một tình huống mà Alex rất dũng mãnh và dứt khoát. Đẩy một đường từ khu vực connector, bắn chết hai người, di chuyển thông minh, hạ gục thêm được cả người đặt bom. Và vị trí của Kito đứng ở khu vực tủ điện này thì bắt buộc là phải đoán thôi. Anh ta phải đoán xem địch sẽ đi sang từ bên trái hay bên phải. Và Kito đã chọn một hướng. Nhưng mỗi ngã rẽ cuộc đời đều dẫn ta đến một con đường khác nhau. Và với Kito trong đó thì đấu vừa rồi là cái chết. Ăn thế thì chết hết địch rồi. Và cửa comeback của Fnatic nó đang rất sáng. Sáng như trăng rằm luôn. Smuya góc này anh ta nhã dại nhá, thấy một và không được chết cho Smuya ơi. Cơ hội cho Cream đó là ba cái đầu cho người già. Lần này thì con số 5 nó sẽ đến với phía Fnatic thôi. Quả nét được đáp ra, tuy nhiên thì Sison đứng ngoài tầm mảnh cửa của quả nét đó sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Nhưng vấn đề Sison bây giờ cầm khẩu Glock, một khẩu Glock bắn hai viên vào đầu cũng chưa chắc có thể chết được địch. Nhưng Cream Z đang yếu, vâng, có thể làm được một viên, lỡ cấu đi được một lượng máu lớn thôi, nhưng vẫn còn 18 HP còn lại. Fnatic đang thực sự thể hiện được sự bình tĩnh của bản thân mình khi mà họ bị dẫn trước tương đối sâu và vẫn tìm được cách để có thể thu hẹp được những gì mà Big đã làm trong khoảng thời gian vừa qua. Cách biệt chỉ còn lại là 3 round thi đấu duy nhất mà thôi. Và trong round thi đấu này, nếu Big tiếp tục để thua thì cơ hội để Fnatic lên được cho mình con số 7 sẽ là vô cùng sáng. Một khẩu Mark 10 trên tay của Faven. Liệu có phải là một bài đánh nhanh hay không đây? Nhưng đánh nhanh thì có lẽ khu vực ARAM không phải là sự lựa chọn lý tưởng cho lắm. Vì khu vực này thường xuyên sẽ là nơi hút bom mìn của cả hai bên. Cần phải tốn một lượng lớn tài nguyên được trả ra, không khác gì chuối tại Inferno vậy. Và họ đang dần dần di chuyển về khu vực bom site B. Bom site B thì từ nãy giờ Meizu anh ta trấn thủ là tốt. Và Alex bắt đầu làm lại pha thế sao? Tôi vừa khen Meizu xong thì anh ấy lại có một pha chết chay để đấm thẳng vào mồm như tôi đã nói. Cream Z đã đổi được một. Và Kito anh ta đang rất sẵn sàng để lao ra. Flash trả ra trắng quá. Pha này Cream Z anh ta không thể làm gì được cả vì ở đâu có địch. Brolin đã chết. Vẫn còn đó Alex và Smuya thôi. 2v4 ti diền nhiều máu. Kito đang có góc kê là vô cùng đẹp mà thôi. Alex pha này cơ sở để làm được nó không còn. Và anh ấy còn đang cầm ốp nữa. Thậm chí là còn có một thành viên của Big đang đi móc máy. Đó là cá nhân của Sison. Khi ta chuẩn bị xuất hiện ở ngay sau lưng đội hình team Fnatic rồi. Double ốp đi xếp luôn luôn là một câu chuyện rất khó khăn. Smuya cấu đi được một mạng. Và liệu rằng muốn chơi trì hay không đây? Trả một lượng lớn bom mìn ra, định đi ra defuse đến từ các thành viên của Fnatic. Họ đang muốn làm điều gì thế này? Táp Sen bắt đi Alex rồi và bye bye Smuya. Hay là không nào? Anh ta chủ động xếp luôn ở CT. Sison chờ tham binh bom nổ, tiếng động đã tạo ra là quá nhiều. Và bắt nốt khẩu súng cuối cùng của đội hình Fnatic. Thế trận là căng thẳng. Và đây được xem lại highlight. Vị trí của Meizu, nếu như anh ấy có thể sống sót và đổi cho mình từ từ một cho tới hai mạng thì chắc chắn là Fnatic cái công việc của họ đã nhẹ gánh hơn rất nhiều. Smuya cũng không xếp lại được khẩu ốp. Round thi đấu cuối cùng, may là các thành viên Fnatic họ vẫn có thể bay được tiếp. Và đây là key round, nhưng vấn đề là round cuối rồi thì cũng chả quan trọng gì hết.
thở khá có lợi dành cho vị trí của Spuya. Và còn có một người đồng đội đang kê hướng còn lại cho anh ta nữa. Nhưng ở một diễn biến khác, Crims đã phải nằm Spock tan đi và Spuya bị bắt. Alex sẽ là người phải giữ khu vực A-Ram này một mình mà thôi. Và đương nhiên lựa chọn an toàn nhất sẽ là trả bom ra, cản bước đối phương, sau đó di chuyển ngược về với những người đồng đội của mình bên trong bom. Kito đang có góc kê đẹp. Đó là hướng thẳng lên vị trí của Arshot. Alex chết rồi nhưng vẫn phải cố thêm một viên đạn nữa từ vị trí của Kito. Dần dần backup trở về đội hình lại. Và bây giờ còn hai người từ Fnatic thôi. Thì Big họ làm gì họ cũng đếm hết. Và thậm chí Faven bây giờ thám thính bombsite B và phát hiện rằng bomb B bây giờ đã clear. Clear hoàn toàn. Vào B đặt bom rồi, lúc đó đi bắn nhau tiếp cũng sẽ là một sự lựa chọn từ vị trí của team Big. Liệu đó phải là những gì Big đang hướng tới không đây, hay họ sẽ đánh vào A và để cho Faven móc ở CT? Nhưng như vậy thì thực sự là quá mạo hiểm. Như thế thì quá mạo hiểm. Họ có thể chơi theo phương án là đánh B và chờ địch back về CT thì thấy ngay Faven ở đó. Nhưng mà trước khi nằm xuống thì Kito cũng đã bắt luôn được vào cái đầu của một thành viên bên phía Fnatic rồi. Đồng nghĩa việc Roland bây giờ gần như là no hope. Chỉ cần Brolin lộ ra thông tin của mình thôi, Faven sẽ có mặt ở ngay sau lưng. Và Brolin chưa lộ tiếng động nào cũng đã thấy Faven ở ngay sau lưng mình rồi. 10 năm dành cho các thành viên của team Big. Vẫn là một kịch bản quen thuộc. First half, họ áp đảo hoàn toàn đối phương với sức mạnh hủy diệt. Natic đã có những khoảnh khắc tỏa sáng. Nhưng thực sự bây giờ, để nó là đặt niềm tin nó có thể comeback được hay không, tôi nghĩ là sẽ tương đối khó khăn đây. Chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ ngơi trong ít phút để xem liệu rằng bản lĩnh của Fnatic sẽ tới đến mức nào.
một cái kịch bản được các thành viên team Big tái hợp, chính xác là tái hiện lại giống như ở map thi đấu đầu tiên, nhưng mà tỷ số nó không còn quá đậm nữa. Nhưng mà ở map thi đấu Vertigo này, để có thể xảy ra một farm miracle run giống như các thành viên Fnatic đã làm được ở map thi đấu Ancient thì thực sự cũng là hơi khó. Và cách biệt 5 round thi đấu nhìn chung khá an toàn với Big họ được sang về phía City side. Cơ hội nào cho Fnatic đây? Lối bài đồ khá dị đến từ Fnatic. Họ là 3 người lên bom. Vị trí Usbuya thì bay một khẩu P250 nên chỉ có thể bay được cho mình một quả smoke và một flash thôi. Không, lượng tiền này là anh ta bay 2 flash và đưa cho vị trí của chàng Brolin. Brolin sẽ là người bay một smoke và một lửa. Khá là thú vị đến từ cách bay của đội hình Fnatic để có thể set up bài full vào bomb B. Nhưng mà hiệu quả để lại tạm thời vẫn đang chưa thấy đâu cả. Khi bỏ mất đi 2 người rồi, đặt được bom thành công, Grims đang yếu máu. Khi mà nết trả vào là quá đau. Một flat tốt đến đội Fnatic nhưng nhìn chung đang không có quá nhiều tác dụng khi mà chỉ còn lại bộ đôi Spuya cũng như là Brolin mà thôi. Nhưng liên tiếp là mạng Spuya cũng như là Brolin rồi. Spuya làm đôi Brolin là điều tương tự, chỉ còn lại một mình cá nhân của Tapsen. Mà thôi, Tapsen đẩy vào đưa tình huống về là một VS1. Thời gian cho quả C4 vẫn đang còn nhiều, Tapsen thì cũng có kit. Anh ta phải dụ được Brolin ra. Đôi bên đều không có giáp, đầu bắn vào đầu chắc chắn đã là chết vào người. Chiến thắng là cá nhân của Brolin. 2 vs 5, Brolin Spuya làm hết. How? Thực sự là chưa hiểu gì cả. How? Chúng ta phải được nhìn lại góc máy này của Brolin. Một đầu, hai cái đầu. Spuya áp sát được gần khu vực tủ điện và có đồng đội hút được cho mình nhiều sự chú ý đến như vậy thì anh ta cũng đã kịp thời làm đổi. Kiểu pha bắn vừa rồi xong kiểu mình bị chết lặng vì mình không tin là nó xảy ra ấy. Rất điên rồ, thực sự điên rồ từ cách bài đồ của đội hình Fnatic nữa cơ. Một lối bài đồ mà rất hiếm khi tôi được nhìn thấy ở các đội tuyển chuyên nghiệp. Đầu tư quá lớn vào mặt bom mìn, nhưng những người không có giáp thì lại là những người có mạng. Ờ, thế mới hay. Mất giáp thì lại được cái bắn hay, còn không có giáp thì coi như là làm bao cát để đội bạn lao ra. 6-10, 4 round thi đấu và đây cũng là cơ hội để Fnatic có thể cải thiện thêm hiệu số của mình. Có vẻ như là khi được sang bên phía T-side thì Fnatic lại bắn tốt hơn ư. Cũng chờ xem nào, Sison đã có góc cây scout là tương đối đẹp. Tuy nhiên với một viên scout nó chỉ khiến cho đối phương bị yếu máu thôi, chứ không thể nào mà làm chết người luôn được. Trừ khi là bạn bắn vào đầu, smoke trả ra là khá kín. Tuy nhiên Fnatic họ sẽ có một vài tình huống đó là muốn thuyên chuyển công tác. Nhưng bây giờ về khu vực bom site B thì cũng đang có đó là vị trí của Faven cũng như là Tizian. Và cũng đang có những cái tình huống muốn đẩy lên tới từ vị trí của anh chàng Kito nữa. VB thì sẽ khá phiền đến đội hình Fnatic đây. Cần phải clear mid đồ trước cái đã và Alex đã làm được điều này. Các thành viên bên phía của Big đã cảm nhận được áp lực tạo ra bên trong bom side B. Faven đang có góc đứng là rất đẹp, flat được trả ra. Brolin còn lại 5 HP vẫn có thể sủi về. Nhưng với việc Faven lộ thông tin anh ta ngay lập tức còn nằm xuống rồi. Meji bên trong bom side thì bị hạ gục bởi vị trí của Tizian. Và lần lượt từng người một của Big phải ra đi. Một mình Sison còn lại thì làm sao mà có thể chạy thoát được đây. Rất khó trong round thi đấu vừa rồi đến từ đội hình của các thành viên team Big. Bây giờ Fnatic họ sẽ lên cho mình con số 8. Lại bắt đầu hơi giống với map thi đấu đầu tiên. Fnatic có vẻ như là một đội tuyển khá thích tình huống comeback thì phải. Vừa rồi thì hình như cũng có một pha sấy xác, tuy nhiên thì hình như nó cũng ăn ra ngoài nhiều hơn, không phải là găm từng viên đạn vào player. Nên tôi nghĩ rằng có lẽ là nghiệp sẽ chiều quật thành viên Fnatic luôn đâu. Nhưng bây giờ Big họ còn bắn toàn lục và cũng chỉ có những quả nết thôi. 3 quả nết này mà dã chính xác thì cũng sẽ có một phần nào đó cơ hội. Nhưng mà USP để bắn bên kia có giáp 2 thì cũng hơi khó. Chủ động là bắt bài luôn. 5 người bom sai B đến từ thành viên team Big, nhưng địch lại đang bò vào A. Coi như là no hope rồi. Round thi đấu này thì dù sao đi chăng nữa đội của Big cũng sẽ muốn bỏ thôi. Thời gian gần đây thì Big cũng không thi đấu quá nhiều ở map Vertigo này. Và tỷ lệ phần trăm chiến thắng của họ bên phía City mặc dù là được đánh giá cao hơn, nhưng cho đến thời điểm hiện tại ở những round thi đấu đầu tiên của lượt second half thì vẫn đang chịu phải một áp lực rất lớn được tạo ra bởi Fnatic. Điều chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được với việc mà đội hình của Big đã để thua Piston Round một cách tương đối đáng tiếc. Sẽ
sẽ là một màn kỳ cừu đến từ Spuya và những người đồng đội của mình. Nào, có ấy xanh không đây? Đi tìm rồi. Vị trí của Sison chưa lộ vị trí của mình ra. Spuya vẫn đang spam, nhưng Sison lại ở bên tay trái. Cơ ngài ơi, Spuya đây rồi. Ấy, dành cho cá nhân của Spuya. Mặc dù trong một round thi đấu địch Eco gần như là trắng thì cũng không có gì tự hào cho lắm. Liệu có gọi là come to pick me, I dare you. Come to me, but pick me. Câu gáy khá là kinh điển của vị trí nhà Spuya thời điểm của thi đấu cho team Chaos. Và thời điểm đó thì mình nhớ không nhầm là Spuya bắn ở giải thi đấu Flashpoint. Một giải thi đấu mà cũng gọi là có một chút hành động ngộ nghĩnh thôi, chưa gáy to lắm. Ở đây rồi, bây giờ mà giành có một pha A trong round như này thì mới xứng đáng để được gáy hẳn đây này. Vẫn cầm mắc 10 đến từ Spuya. 7.000 tiền không bài ốp. Tiết kiệm đấy. Chơi rất triệt để ở mặt tài chính đến từ đội hình của Fnatic. Hiện tại họ đang boost được người lên sát khu vực bom sai B. Nhưng B của Big thì đang là bắn bỏ. Faven sẽ là đứng từ xa. Một người ở middle là Tizian để có thể bắn được đông A hơn. Và bây giờ khi mà Sison quay ngược trở về kiểm soát khu vực middle thì mới có thể bắn 2B được. Nhưng những góc đứng bên trong bom sai của họ thì cũng không phải là quá đẹp. Sẽ là bỏ hoàn toàn bom sai để cho đối phương tràn vào đặt được quả C4 mà thôi. Sau đó thực hiện một tình huống retake sau. Tizian bắt đi được Spuya thành công. Nhưng đây cũng chỉ là một người chơi đang cầm trên tay khẩu Mark 10. Tình huống bây giờ đã là 4v3 rồi. Alex với một khẩu UMP vẫn vào bóng top sen được. Ôi ôi, oanh vong nó cứ phải gọi là điệu. Chắc là đã được các dân tổ Long Biên huấn luyện cho một khóa, cho nên anh ấy di chuyển là vô cùng dẻo. 3v3 retake về, bom mình không còn là quá nhiều với những khẩu AK. Tôi tin chắc chắn là Grim có lợi thế, nhưng vào vừa rồi thì Grim bắn hơi lộ một chút xíu. Sẽ là lao lên rồi, 3v tài. Vị trí bây giờ có hiệu rất đẹp với một tình huống smoke nó hở. Một quả smoke gợi cảm, Kito đây không thể làm được ai. Tình huống bây giờ là có cho Sison. 1v tài với khẩu ốp thì nó khá tụ. Ui ôi, Alex ơi, ôi không được rồi. Alex pha này nhá, xứng đáng được cộng 2 điểm đại học bởi vì anh ấy là người nhà quê. Quá ảo đến từ vị trí của Alex. Nghe tiếng gỡ bom kiểu gì, phi vào cầm dao chém như thật. Không thấy ai trong đấy cả. Rất ảo. Đến từ vị trí của anh chàng này. Thì đấy, thế mới bảo là được cộng 2 điểm đại học. Màn tấu hài chất lượng đến từ cá nhân của Alex. Mà dẫu sao đi chăng nữa thì anh ta cũng chỉ là một khẩu SMG. Spuya cũng là điều tương tự vào round thi đấu vừa rồi. Kiểu gì họ cũng muốn đổi lại một lượng súng mà thôi. Kito vừa thực hiện một tình huống cưỡi vượng cưỡi công chân không chạm đất bay thẳng vả màu Spuya. Nhưng middle vẫn còn đó là anh chàng Roland. Sison đã ra đi. Và đội hình của thành viên bên phía team Big ngay lập tức mất lợi thêm một người. Thậm chí họ còn đang là người thua khi mà Roland bắn tay to quá. Faven cũng là một tình huống highlight cho cá nhân của mình. Nhưng nhìn chung thì vẫn không ăn thua gì khi mà B đã mất rồi. Và Big chỉ còn lại hai cá nhân mà thôi. 10 đều is coming. 10 đều is coming. Tôi không nghĩ có kịch bản nào để cho team Big có thể gỡ lại trong round thi đấu này nữa. Cố gắng đi xếp súng tôi, nhất là khẩu AK trong tay của Kito. Round sau chắc chắn tiền nong là đủ để full buy rồi. Liệu có khi nào Fnatic lại dập cho Big một round thi đấu mà họ không thể ngóc đầu lên dù chỉ một lần và sẽ phải giơ cờ trắng ra sớm hay không đây? Tizian móc máy bắt được Roland, đặt tầm là vô cùng chuẩn xác. Chứ đó có thể sẽ là tất cả gì anh ấy làm được, và thậm chí anh ấy cũng không thu được cái gì thêm cả. Kết thúc rồi, 10 đều. 10 đều nhưng cũng phải nói round thi đấu vừa rồi tương đối thoát tim dành cho đội hình của các thành viên bên phía Fnatic. Những tình huống bắn tay quá to của Big. May mắn quá là họ cũng sở hữu một cá nhân tay to không kém là Roland. Hai mạng hạ gục, clear middle và đem về lợi thế cho đội tuyển của mình. Loạt thi đấu tie break lại một lần nữa được diễn ra. Stack 3 người trong cuộc bóng sai B đến từ vị trí của team Fnatic. Và chính xác là các thành viên của team Big. Và sorry các bạn, tôi nhìn hơi lộn. Tizian góc bút là vô cùng cao. Và nếu như các đại biểu Fnatic muốn tạo cho Tizian một bất ngờ thì hoàn toàn thể hiện cho anh ấy ngã một cách đau đớn nhất có thể được. Bây giờ thì đấy,
tình huống bút cao, cho nên là bây giờ nhảy xuống nó cũng mất đi cho anh ấy một chút máu, nhưng nó không phải quá đáng kể. Kito vẫn đang spam là vô cùng nhiệt. Và cũng xem nào, 1 phút trôi qua vẫn đang là dần giữ nhau đến từ vị trí của Plastic cũng như Tinh Binh. Double stack net vào một vị trí đứng default bên trong bom side B. Ý tưởng là khá táo bạo đến từ Fnatic, nhưng Big lại không đứng ở đó. Còn ngược lại cuộc chiến giữa Kito và Alex thì sao đây? Alex chắc chắn đã lộ ra tiếng động của mình khi mà Kito áp sát nó quá gần, nghe được tiếng đối phương đã bị đục vào người. Nhưng quả nét vừa rồi của Big ném ra thì như Kito bị trừ máu thì phải. Quả nét ném giữa đầu Kito. Ôi trời ơi. Bây giờ thì tiếp tục là một quả lửa ném đẹp đến từ đội hình của team Big. Nhưng mà là đẹp mắt thôi, chứ không có giá trị thực tiễn gì cả. Hai quả bom liên tiếp cực kỳ bóp đến từ các thành viên dành cho bản thân nhau. Tizian hạ cũng được một người bên trong bom side B rồi, nhưng Messi đổi mạng là quá nhanh, đưa tính vừa được 4v4, 4v4 dành cả đôi bên. 4v4. Và bây giờ thì Kito anh ta đã ngã. Cơ hội lại một lần nữa ghi về thì Fnatic, nhưng Faven đã cân bằng nó và không còn bất kỳ lợi thế hơn người nào cả. Bom mìn thì cũng chả hơn nhau là mấy. Một ông có hai flash, một ông có thêm quả smoke rồi. Ôi mặt này tê mày gì ơi. Đồ là bà bạn gáy rồi. Vâng. Tôi rất được muốn được nghe tình huống voice com để biết rằng là Smuya đã gáy cái gì trong pha đó. Mặc dù là Meji là người làm tất. Thôi thì thuê. Đội trưởng đội cổ vũ. Một người khỏe thì hai người vui. Không có vấn đề gì cả. Rõ ràng đội hình của Team Big thì với cá nhân của Suya cũng có một vài những kỷ niệm không tốt. Và nhìn Big đang bị bắn cho rụng rời hết cả chân tay thì việc Suya vui mừng là điều hiển nhiên thôi. Round thi đấu này Team Big vẫn có thể bài được hát bài, nhưng vẫn có ốp trên tay của Sison. Đây là một mối nguy mà Fnatic có lẽ là không nên coi thường đâu. Hero op. Nhưng mà liệu op này thì có thể mang lại cơ hội hay không đây? Thời gian không còn là quá nhiều nữa và có vẻ như sẽ muốn đẩy. Đây rồi, Kito đang bò trườn và sẽ cần thêm một quả flash. Sison ở đây thì cũng đang kê lại là vô cùng trì. Không, Kito có lẽ anh ta vẫn sẽ chỉ được im thôi, vì đằng sau anh ấy, đằng sau quả smoke đó là Alex. Đây rồi, vẽ khói ra mây ư. Smuya đã nằm xuống, nhưng Alex với việc Kito đã bị lộ trọng A vừa rồi thì Alex có lợi thế lớn. Bắt đầu chuẩn bị set up vào cuộc bóng dài A thôi, nhảy nhót rất nhiều và Sison cũng đã phát hiện ra. Alex lúc này còn lại cho mình 16 HP thôi. Một lượng máu không lý tưởng chút nào cả, liên tục bắt nhau. Và bây giờ đội hình của Fnatic họ sẽ back về khu bóng dài B. Alex có một thói quen là thú vui thì đúng hơn, thích chơi đùa với tử thần. Nhảy qua bị đối phương vẩy yếu, giạt lại thêm một lần nữa mặc dù quả smoke ở một khe rất to. Bây giờ thì Fnatic đang tập trung đông người tại quanh cụ bom side B rồi, và đúng tham mình Faven bỏ tâm đi thì Brolin lại đang bỏ vào. Messi phát điện ra đối phương rồi, và đó là án tử của tôi. Tizian nhặt được lại AK và đem về một chút cơ hội dành cho các thành viên của team Big. Thời gian còn lại không phải là quá nhiều, 8 giây. Vẫn có người bên trong bom táp sen vào mặt nên Messi thành công táp sen không thể có đổi. Nhưng thời gian đã là hết rồi. Quá quá lằng nhằng đến từ Fnatic trong round thi đấu này. Rất cầu kỳ và rườm rà. Nhưng hậu quả để lại làm round thi đấu thua không đáng có. Và 11 đều là tỷ số của chúng ta. Như vậy thì xin phép chia buồn với khá nhiều anh em đặt vào dòng chữ Under trên tab thịnh hành đi một tab dự đoán đi một TV của chúng ta. Nhiều người có niềm tin vào Under hơn. Đúng, rất nhiều người có niềm tin Under. 211.728 đơn vị tiền vàng. Chắc vừa nãy mình có bảo là mình nghĩ là khả năng Fnatic không thắng được thôi, nhưng mà anh em lại đâm hết vào Under thì mình thấy hơi bất ngờ. Nhưng mà bây giờ thì Fnatic cũng đang có phần nào đó là vả vào mặt mình rồi. Mà anh ta đó đang comeback là rất nhiệt. Từ nãy giờ Big mới lên thì có một round yếu duy nhất từ khi sang second half thôi. Rất khèo, rất khoai. Nào, ai sẽ là cái tên phá vỡ tiếp được thế cân bằng đây? Liệu rằng sẽ là các thành viên bên phía của Fnatic, hay đó là một Big vừa giành được một round thi đấu chiến thắng khá bất ngờ. Vừa khởi đầu thôi thì Sison đã nằm xuống rồi.
Và nên nhớ rằng đây là một key round dành cho đội ngũ Big. Họ lại còn vừa thắng một round thi đấu trước, lượng loss bonus bị reset đi phần nào, nên lại càng thiệt thòi hơn nếu như round thi đấu này họ giành chiến thắng. Táp Sen muốn bỏ nhưng Roland lại là người bắn hay hơn. Và thôi xong rồi, Big đang đứng rất gần với một round thi đấu có thể để thua. Bộ đôi Tizian cũng như Kito phải làm hết, nhưng Tizian đã nằm và Kito vẫn còn bên trong offside. Địch chưa ai check vào nhưng Roland vẫn hạ gục đến Kito thành công, chỉ còn lại một bình cá nhân của Faven mà thôi. 1v5 là điều không thể. Thắng được round hấp bài thì thua ngay key round đến từ team Big. Rất strong. 12-11. Và lần này tiebreak đã nghiêng về phía các đội tuyển Team Fnatic. Cố gắng xếp lại khẩu M4 rồi. Khẩu M4 này hình như là cũng khá đắt tiền nếu mình nhớ không nhầm. Nhìn toàn là màu xanh thôi. Vâng, biết đâu người anh của tôi mà cũng mở được ra khẩu này thì có lẽ là cũng khá là ok. Nó cũng xanh. Cũng xanh, nhưng mà cái xanh này là cái xanh rất khác biệt. Theo như anh nhớ là như thế. Thật ra thì khẩu súng này là anh của chúng ta là có rồi. Súng từ ngày xưa, còn có cả sticker của Get Right cơ. Khẩu này là khẩu M4S Blue Phosphor, nếu mà tôi nhớ tên không nhầm. Khẩu súng rất là đẹp. Và nhìn thấy khẩu súng này, thật ra người mà tôi nhớ nhất lại là cái tên Kyojin của về team Vitality, rất là nổi tiếng với khẩu súng này. Và có thể nó sẽ trở thành 13-11 thôi. Tizian muốn đẩy cục, nhưng mà cái giá của việc đẩy cục thì chúng ta cũng thấy rồi đấy, đó là cái chết. Cũng suýt chút nữa đã câu lại được một người đến từ vị trí của Alex với 16 HP. Tuy nhiên thì hơi buồn, những khẩu DE thì nó lại không mang lại quá nhiều sự hiệu quả, và anh ấy lại không bắn được vào đầu địch. Táp Sen với khẩu PI-50 liệu có bắt được gai không đây? Vừa rồi Táp Sen đã có tình huống thi đấu là tốt, và bây giờ ôi cũng chỉ là bắn yếu đối phương thôi chứ không bắn chết được người. Còn vài máu nữa thôi nhưng không thể cố gắng được. Và thôi, khẩu ốp trong tay của Sison sẽ được ưu tiên đi xếp trong pha này. Cũng đẩy lên đây rồi, có được một mạng của Roland khi đã yếu máu. Sison, ôi, giữ ốp lại cho bản thân mình. Chắc chắn là phải xếp thôi. Không cần mang tiền về cho mẹ, chỉ cần giữ khẩu ốp cho bản thân mình thôi là được rồi. Không có lý do gì để vị trí Sison đi cứu bom trong một tình thế như vậy cả. Kito thì cũng chỉ đơn giản là dọn cỗ. Alex yếu máu, Roland thì cũng chỉ còn lại 6 HP, nên cầm một khẩu USP thì vẫn có thể hạ gục đối phương là thành công. Coi như là một vài lượng tiền an ủi dành cho cá nhân anh chàng này. 13-11 dành cho đội Fnatic, một điều mà có lẽ chúng ta cũng không quá bất ngờ. Khi mà như đã nói thì round thi đấu trước là một key round của Big đã để thua. Lượng loss bonus họ bị reset đi, cộng vào chỉ đâu đó khoảng 2.900 đô thôi, thì chắc chắn là không bao giờ là đủ. Mười ba mười một bây giờ thì mới là thời cơ để team Big có thể bật lại. Nếu mà team Big để thua thì đây cũng thể coi là một sự bất ngờ. Chúng ta đều biết là Vertigo team Big họ bắn cũng là ổn, chẳng qua thời gian gần đây thì Big họ không bắn nhiều map phiếu này thôi. Đây chúng ta cũng sẽ lại cùng bắn nhau. Alex và Green thì nhau tỏa sáng, Táp Sen thì chỉ thể bắn yếu được một người. Và sau đó thì khẩu USP của Kito lao vào hôi được một mạng. Đó tất cả gì họ có thể làm được. Và bây giờ nếu như team Big mà để thua lần nữa, Fnatic họ cũng sẽ có rất nhiều cơ hội để chạm tay cho được cái match point. Đội hình Fnatic họ chiếm ARAM khá đơn giản, một vài những quả bom thôi, và đã kiểm soát được một khu vực tương đối đẹp. Trong khi đó thì Big cũng đang cố gắng dồn lượng lớn bom mìn của mình ra để có thể retake lại được. Ở đây thì Faven đang bắn là quá bay, cả Sison và Táp Sen cũng như vậy. Nhưng các thành viên Fnatic cũng đã đổi lại được mạng thành công. Nhưng tin buồn dành cho họ là vị trí của Creams đã yếu máu rồi. Và đây không phải một người cầm ốp. Spuya 100 HP, chính xác là 98 HP, đang bơ vơ một mình trong một tình thế phải clutch 1v3. Khó lòng nào điều này có thể xảy ra được nếu như Big bắn một cách chuẩn chỉ. Mặc dù thời điểm hiện tại A của Big cũng chỉ có một người thôi, nhưng để bắt đi được một Kito đang trốn ở tận bao cát thì còn lâu Spuya mà check ra được. Trừ khi bây giờ nhờ Simple Team View gọi mắt thần hoặc là đá map của stream thôi. Check rất kỹ. Xong,
Hỏng rồi, chắc chắn là hỏng rồi. Từ khoảng thời gian là cái ném smoke ra không ấy là chúng ta biết là chuyện này nó sẽ đi đâu về đâu rồi. 12, 13. Khá là khó đoán, phải nói thực sự rất khó đoán ở trong map tuyển đồ thứ hai này của chúng ta khi mà các đội tuyển có lần lượt ăn miếng trả miếng của nhau. Ở đây phải nói là một quyết định rất táo bạo đến từ Sison nhưng lại có cơ sở khi mà đồng đội là hai người cùng dạt ra với anh ta. Như vậy là một tình huống triple pick đến từ đội hình của Big ở ngay khu vực A-RAM cho đối phương chiếm RAM xong. Nhưng cuối cùng từ con đường lên RAM quay vào bom xe A lại là con đường dài nhất mà Fnatic từng phải đi. Bây giờ thì Big đã có được cho mình lợi thế đến tận hai người ở ngay đầu round thi đấu thứ 26 rồi. Tiền của Fnatic không còn nhiều, đó là một vấn đề. Và bây giờ bò lên A-RAM thì liệu có ném quả lửa vào vị trí sandbag anh chàng kỳ tuồng được hay không đây. Round thi đấu trước đó thì họ không ném, và bây giờ thì có vẻ như là cũng không ném thật luôn. Xong, chắc chắn là xong, một tình huống liên quan ra thịt ba mạng cho Kito. Tôi nghĩ là như vậy và đúng là như thế luôn. Thời gian vẫn còn, nhưng mà không trách sandbag. Họ đang muốn bò vào để tạo ra đột biến. Nhưng mà... bởi vì thường người ở trong bao cát thì sẽ phải trốn. Trốn chứ không được phép kê cương. Nhưng mà tình huống đó, nếu như mà chúng ta nhìn vào góc máy của Kito bằng X-ray thì thấy là Smuya nhảy trượt. Smuya định nhảy từ cái dốc đó lên cái đường ngang để có một góc kê đẹp. Smuya nhảy trượt, oạch một tiếng, Kito giật mình quay phát tâm sang phải, nhìn thấy đúng hai thành viên của bệnh của Fnatic đang bò vào. Tôi nhìn cái khuôn mặt in game của team Big, mặt trông rất căng như này, và tôi cũng nghĩ rằng nó hiện tại khuôn mặt của các đội Fnatic nó cũng tương tự như thế. Chắc ai cũng hầm hầm hì hì, không biết phải nói gì với nhau nữa sau một tình huống gáy của chị Smuya. 13 đều, quá căng thẳng. Map chiêu đầu tiên thì chúng ta đã có overtime, mà map chiêu thứ hai thì cũng khá là hứa hẹn sẽ có một tình huống overtime tương tự. Nhưng phải nói là Fnatic từ đến giờ họ bắn bên phía T-side nhìn chung là tương đối tốt. Một quả nade được ném lên vừa A-RAM, phía quả nade này thì cũng rất tiếc không có ai đứng cả. Lửa chặn ở khu vực short rồi. Kito bây giờ quả nét để ném ra thì nó lại rất tiếc đi chạch mục tiêu và nó đã lộ ra vị trí của anh chàng Kito. Lút về cho mình vâng một khẩu AK và cùng xem nào. Bây giờ họ có lợi thế hơn một người, chiếm được khu vực A-RAM. Có muốn tiếp tục đánh vào ai sẽ vòng rắn về phục vụ của xe B đây. Fnatic vừa làm một điều mà Kito không bao giờ ngờ tới được, đó là bò qua quả smoke. Họ bò qua quả smoke ở bên tay trái, và góc đứng đó của Kito thì không thể nào nhìn được đối phương. Kito lại nghĩ là địch chưa ai ở gần nên là chủ động spam, biết đâu cầu may lại vào được một người. Mà đen quá, địch ở ngay cạnh, Kito đang spam dở thì địch lắc ra, và đó là một viên đạn vào mồm. Bây giờ thì đội hình của Big họ đang vừa thua người, vừa thua về thế, vẫn đang là một đội hình bắn dàn trải nhất có thể để kiểm soát các khu vực khác nhau mà thôi. Một B, một mid. Người bắn ở mid là Tizian, đứng ở trên khu vực connector để sẵn sàng quay ngược về bom side B bất cứ lúc nào trong trường hợp mà Faven không thể một mình chống lại được đối phương. Còn các thành viên còn lại thì sẽ cố gắng tập trung bắn tại A mà thôi. Và đây sẽ là một round thi đấu mà có vẻ như đội hình của Fnatic họ đang muốn fake đối phương để bò vào trong A. Nhưng những người fake thì đang phải nằm rồi. Sison ở trong A vẫn bắt đi được một Sison làm được đổi. Câu kéo thời gian là quá lâu đi. Và Tapsen mặc dù chỉ còn lại 23 HP vẫn hạ gục đi Crimson thành công. Một bài fake có vẻ là hay đến từ Fnatic, nhưng chỉ đáng tiếc đối thủ họ gặp phải lại là vị trí Sison. Bây giờ thì mọi chuyện đã đang đảo chiều rồi. 15, 13 nó lại gần, chính xác là 15, 12 đang khá gần với các thành viên bên phía của team Big. Đây, hãy cùng sợ lại replay một tình huống này là 15, 13. Chính xác là Sison, anh ta đã bắt tốt, anh ta xử lý rất hay. Tình huống này thì hai người lao vào thôi, chúng ta không nói. Còn pha cuối cùng Crims đang dạt vào như thế thì cũng khó nào để bắn được vị trí tắp sen được. 15, 13 đến rất gần. Những khẩu Deagle và Hero AK. Roland cùng xem nào. Roland hiện tại phong độ của anh ấy đang ở mức khá ổn. Alex đang là người bắn hay nhất và Alex cũng đang là in-game leader. Một
quả nết trả ra và Smuya lúc này còn lại cho mình 94 máu thôi khi mà cái tầm ảnh hưởng nó không phải là quá lớn. Nhưng mà Smuya thì không có giáp. Smuya rất khó chịu. Nhảy check liên tục. Bây giờ thì bắt đầu nhận phải hậu quả rồi. Còn lại 19 HP. Nào, nhảy nữa đi Smuya. Bay lên nào, bay lên nào. Nào nhảy cũng zin zin à. Nhảy thêm tầm 1-2 nhịp nữa thôi, tôi khẳng định là Smuya sẽ nằm. Bay đầu. Đội hình của Big Theo đã bắn rất thoải mái. Brolin đang cầm trên tay mình một khẩu AK thì lại bị bắt lại bởi người cầm ốp bên phía bên kia. Nếu đó lại là một khẩu súng khác thì có thể là Brolin đã có cơ hội. Đáng tiếc quá, Sison lại là người giữ mid trong round thi đấu này cơ. Và đổi góc là rất nhanh. Greens muốn thử sức của mình nhưng lại không thành công. Có lẽ round thi đấu này cũng chỉ dừng lại tại đây mà thôi. Natech ơi, họ sẽ để cho đối phương chạm tay vào cái match point. Khi mà cả 4 thành viên còn lại đều không có giáp và bò vào trong bom sai B từ hiện tại mà không có giáp thì không khác gì là một cái máy xay thịt dành cho bộ đôi Faven cũng như Tizian cả. Lộ rồi, đục rất sướng nhưng mà vị trí của Grim Z AK đục lại hay hơn. Tizian pha này anh ta phải sống, anh ta làm được một. Và Sison vừa rồi thì cũng đã thi đấu tốt. Ui, viên ốp đây vẫn không sao cả bởi vì P250 bắn nó vẫn là tín chỉ. Match Boy lần này đã đến đây cho vị trí Big rồi. Liệu chúng ta có map thiếu thứ 3 không đây? Map 3 hay lại OT? Anh nghĩ là map 3. Có thể, hoàn toàn có thể là map thiếu thứ 3 khi mà đội hình của Big đang dần dần lấy lại được đúng phong độ của mình. Sison bắn bay quá. Càng những round thi đấu cuối cùng, những round thi đấu quan trọng nhất thì Sison lại càng chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Gần đây trong một video của Launders, có lẽ là một caster cũng như phân tích viên khá là nổi tiếng, thì các bạn có thể biết là anh chàng này đã chọn ra một trong số những opper mà anh đánh giá là hay nhất. Không phải là Sipo, cũng không phải là Zaiwu, mà đó là Sison. Mà đó là vị trí của Sison. Một người nếu xét về khả năng bắn súng chung thì tôi sẽ không bao giờ đánh giá Sison quá cao cả. Nhưng nếu xét về việc bắn DE, bắn và những khẩu súng ngắm như là Scout và OP thì có thể nói đây là một trong số cái tên hàng đầu. Vậy thì liệu Oper hàng đầu thế giới của chúng ta có thể thể hiện tốt ở trong game thi đấu này không đây? Đây rồi, đã phát hiện ra một người, viên op đầu tiên nó vẫn chưa phải là quá chính xác. Tuy nhiên thì nó cũng không sao cả. Thời gian vẫn đang còn là rất nhiều. Và lần này thì Fnatic họ đang dồn toàn bộ nhân sự của mình về khu bóng dây A rồi. Cơ hội để Sison cải thiện frag rõ ràng là có. Một quả smoke tiếp tục nhồi ra và tham minh bây giờ nó không còn nhiều nữa. Các thành viên của Fnatic họ sẽ cần phải nhanh hơn. Đây là một góc game op rất đẹp. Và các thành viên Fnatic thì họ quyết định là sẽ không băng qua cái khe đó, không băng qua cái góc đó và chỉ có một mình Smuya lên bóng sai A để cố gắng gọi là fake thôi. Và những người còn lại di chuyển về khu bóng sai B đây rồi. Smuya đã tạo ra impact và đó là cơ sở giành chiến thắng của các thành viên bên dưới Fnatic. Nhưng Big vẫn chưa có quá nhiều sự di chuyển mặt đội hình, họ chỉ có một mình táp sen back về khu bom xe mà thôi. Tizian từ mid về bắn thẳng vào mồm hai thành viên và Faven cũng là điều tương tự. Smuya, người đi bài tờ lại là người duy nhất có mạng, anh ta còn lại đúng 7 HP và đó sẽ là chiến thắng dành cho các thành viên của Big. Một đều, quá căng thẳng. Fnatic đã có những khoảnh khắc chúng ta tưởng rằng họ sẽ có thể comeback để thành công. Cuối cùng thì vẫn là một Big bản lĩnh hơn. Và chúng ta sẽ phải có map thiếu thứ 3 ở trong trận thi đấu này. Nó kịch bản rất khác so với cả cái trận thi đấu đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay đúng không nào? Khi mà các thành viên của Renegade họ bị hủy diệt hoàn toàn. Natech họ cũng đã có tình huống comeback và thực sự với bản thân anh thì anh thấy việc họ lên được số 13 là điều nhìn chung khá là bất ngờ. Hoàn toàn hợp lý mà thôi, khi mà các thành viên bên phía của Natech sau đoạn đầu tiên họ bắn như mơ ngủ. Về sau bắn bỗng chốc rất bay, đặc biệt là Alex. Nhưng cuối cùng ở những thời khắc mà trận đấu đang vào thế giằng co, những round thi đấu liên tục là hòa nhau, thì bên phía của Big lại có một Sison tỏa sáng. Họ lại có một Tizian ở Faven bắn kẹp rất hay bên trong của bom side B, tạo thành một tử địa. Và rõ ràng chiến thắng dành cho họ là điều hoàn toàn hợp lý mà thôi. Thông thường theo quy tắc đó là hai map thi đấu đầu tiên mà căng thẳng thì map thi đấu thứ ba sẽ có rất một độ cực kỳ hủy diệt bên còn lại. Chỉ quan trọng là chúng ta phải biết đó sẽ là ai thôi. Cách duy nhất để tìm ra đó là xem map thi đấu thứ ba. Các bạn đừng rời mắt đây đâu cả, bọn mình sẽ quay trở lại sau ít phút nữa.